người ta thu được một sản phẩm rượu vang có độ cồn thấp và cái lượng đường tự nhiên còn lại trong nước nho nó vẫn còn đó, và loại này uống vào rất là thơm và ngon, rất phù hợp cho mùa hè. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Alcohol Lover, kênh chia sẻ kiến thức dành riêng cho những người yêu thích đồ uống có cồn. Tôi Alex Thịnh. Và chủ đề hôm nay tôi muốn gửi đến với các bạn đó là vang ngọt. Đã nói đến vang ngọt thì đương nhiên uống vào nó phải ngọt. Tuy nhiên độ ngọt trong vang ngọt nó cũng không giống nhau. Vậy chúng làm thế nào để chúng ta có thể chọn cho mình được những chai vang ngọt theo sở thích của mình? Thì trước tiên để làm được điều đó, chúng ta phải tìm hiểu các phương pháp sản xuất vang ngọt khác nhau và các loại rượu vang ngọt nổi tiếng và phổ biến trên thế giới. Đầu tiên, rượu vang ngọt nó có thể là vang Korga, nó có thể là vang hồng, nó có thể là vang trắng và thậm chí nó có thể là vang đỏ hoặc là vang cường hóa. Vang ngọt nó có thể được làm ra từ nho trắng hoặc nho đỏ, nhưng mà đại đa số là được làm ra từ nho trắng. Và đã là vang ngọt thì thường được làm từ nho thu hoạch muộn hoặc là nho thu hoạch về xong để héo, gọi là quả nho mất nước đấy ạ. Thì trên thế giới, cái loại phổ biến đầu tiên là nho thu hoạch muộn. Và khi chúng ta cầm một chai rượu vang ngọt thì chúng ta sẽ cảm nhận được màu sắc là vàng rơm, vàng mật ong hay là vàng hổ phách đối với những dòng nho trắng. Và những chai vang ngọt phổ biến mà chúng ta có thể nhận diện đó là sẽ có dòng chữ late harvest bằng tiếng Anh. Late có nghĩa là muộn, harvest là thu hoạch muộn. Đấy, những dòng vang ngọt phổ thông. Còn trên thế giới sẽ có những dòng vang ngọt nổi tiếng, chẳng hạn cái loại vang ngọt đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ đó là những dòng vang đến từ nước Pháp, gọi là rượu Sauternes. Thì Sauternes này là một dòng vang cực kỳ ngon, thơm ngon và quý phái. Tại sao lại như vậy? Ngoài cái việc nó được thu hoạch từ những chùm nho chín kỹ và thu hoạch muộn, thì điều kiện để sản xuất lên những chai vang này là những vườn nho phải nằm ở những vùng đất có khí hậu ẩm ướt, có nghĩa là độ ẩm trong không khí cao. Thì đến mùa thu, chính là mùa thu hoạch, thì khi quả nho chín người ta không thu hoạch luôn và người ta để cho nó chín kỹ. Và trong quá trình đó, vì là độ ẩm nó cao cho nên sinh ra một loại nấm mốc, tức là loại nấm lông ấy, nó bám trên quả nho. Và loại nấm này nó có tác dụng là hút nước của quả nho, làm cho quả nho nó mất nước và nó héo rất là kỹ. Và trọng lượng nó có thể là mất đi khoảng 30-45% cái trọng lượng so với quả nho tươi ban đầu. Và người ta phải đi thu hoạch từng quả một, chọn lọc rất là kỹ, sau đó mới ép ra và lên men thành một loại rượu vang rất là ngon. Và loại nấm đó người ta gọi là nấm quý tộc, hay còn gọi là nấm quý phái. Tôi tạm dịch là như vậy bởi vì tiếng Anh gọi là noble root. Loại rượu vang này sau đó được ủ trong thùng gỗ sồi. Và loại rượu vang này chúng ta có thể để được 5-60 năm, thậm chí cả hàng trăm năm. Đó. Tiếp theo là những dòng vang ngọt đến từ những xứ sở rất là lạnh, mà nổi tiếng nhất là đất nước Canada. Mà trên tay tôi đây có một chai vang gọi là Ice White. Ice White có nghĩa là gì ạ? Những dòng vang trắng được thu, dòng vang ngọt được thu hoạch từ nho khá là muộn, tuy nhiên được trồng ở vùng khí hậu rất là lạnh. Thì đến mùa thu hoạch, tuyết nó rơi xuống và làm đông những chùm nho trên cây nho, và sau 1-2 tháng sau người ta mới đi thu hoạch những chùm nho đó. Và trong điều kiện là phải âm 8 độ C trở xuống để giữ được cái sự tươi mới của quả nho, sau đó người ta mới đưa những chùm nho đó về nhà máy và ép ra nước. Thì trong quá trình ép ra nước nó sẽ còn rất là nhiều tuyết, và người ta phải vớt cái tuyết đó ra, và người ta thu được một cái nước nho rất là ngọt, sánh và thơm ngon, sau đó mới lên men. Và đặc biệt họ thường đóng vào những chai rất là bé. Loại vang này khi uống vào nó có hương thơm của quả dứa, quả mơ, quả đào chín rất là thơm ngon, đúng không ạ? Đặc điểm là như vậy. Rồi tiếp theo là những loại rượu vang thông, loại vang ngọt thông thường là loại chính là những loại vang được làm ra từ những giống nho muộn, gọi là late harvest. Thì những loại này nó không có cái, không phải là ở vùng khí hậu lạnh, cũng không phải là bị con nấm tấn công, mà chỉ đơn thuần là những chùm nho chín muộn và lượng đường nó cao, và người ta sản xuất ra những dòng vang ngọt đó.
Tiếp theo nữa chúng ta có thể bắt gặp những dòng rượu vang ngọt có độ cồn rất là thấp, khoảng 5 đến 6,5, đó là dòng Moscato. Bởi bản thân dòng nho Moscato bản chất nó rất là ngọt và rất là thơm. Và dòng nho Moscato này phổ biến nhất và ngon nhất phải nói đến dòng vang Moscato Dusty của Ý. Cách làm của nó như sau. Trong quá trình lên men, đúng ạ, họ lại sẽ cho cái nước nho lên men trong thùng inox kín, và khi độ cồn đạt được khoảng 5 hoặc 6 hoặc 6,5, người ta sẽ dừng cái quá trình lên men lại bằng cách là chill lạnh, tức là làm lạnh cái nước nho đó ở nhiệt độ khoảng 0 độ. Thì đó khi đó con men nó sẽ ngừng hoạt động, đúng không ạ? Và người ta lọc cái con men đó ra và người ta thu được một sản phẩm rượu vang có độ cồn thấp và cả lưỡng đường tự nhiên còn lại trong nước nho nó vẫn còn đó. Và loại này uống vào rất là thơm và ngon, rất phù hợp cho mùa hè và sau bữa ăn. Tiếp theo nữa, ở Pháp hay ở Tây Ban Nha hay là ở Bồ Đào Nha hoặc Ý thì có một dòng vang như tôi đã đề cập là ở trong phần đầu, được gọi là vang, gọi là vang cường hóa đấy ạ. Thì cái loại vang này nó cũng có thể ngọt hoặc có thể không ngọt. Tuy nhiên những dòng vang ngọt ở đây thường có độ cồn cao hơn, bởi vì người ta đã đổ thêm một cái lượng rượu mạnh vào cái mẻ nho đang trong quá trình lên men. Và khi đổ cái lượng rượu mạnh đó vào cái mẻ nho đó thì cái độ cồn nó sẽ tăng lên. Và khi độ cồn tăng lên thì nó sẽ giết chết con men, làm cho con men nó không hoạt động nữa. Và sau đó người ta có thể cũng lọc men ra và thu được một cái sản phẩm là rượu vang cường hóa, uống vào cũng rất là ngọt và thơm. Tuy nhiên vang cường hóa thì được làm ra từ nho trắng và nho đỏ. Đặc biệt ở Bồ Đào Nha thì nho đỏ rất phổ biến, đúng không ạ? Ở Pháp thì nho Muscat rất là phổ biến. Tùy thuộc vào từng loại nho đỏ hay nho trắng mà nhiệt độ phục vụ nó có thể khác nhau. Thì chung quy lại, trên thế giới nó vẫn còn một số dòng vang ngọt phổ biến và nó rẻ bằng phương pháp làm khác, đó là gì ạ? Rượu vang chẳng hạn như Đức, người ta sản xuất ra một dòng vang trắng, sau đó người ta có thể đổ thêm gì nước nho vào để cho rượu vang nó ngọt. Thì những loại rượu vang này uống mang tính chất giải khát và uống cần uống tươi, uống mới, uống trẻ. Và đương nhiên phải nói rằng là khi chúng ta thưởng thức rượu vang ngọt thì chúng ta nên thưởng thức sau bữa ăn, và tùy thuộc vào độ ngọt của rượu vang để chúng ta có thể kết hợp được với những món ăn khác nhau. Ở Pháp, nếu chúng ta muốn uống rượu vang sô tẹt thì chúng ta nên kết hợp có hai thứ mà đồ ăn mà chúng ta có thể kết hợp một cách hoàn hảo và tuyệt vời nhất, đó là foie gras, tức là gan ngỗng béo, và blue cheese, tức là một loại format mốc xanh, thì kết hợp với rượu của Pháp này rất tuyệt vời. Ngoài ra tôi có thể kể đến những dòng vang ngọt rất là nổi tiếng trên thế giới nữa, đó là những dòng vang ngọt đến từ Hungary, gọi là Tokaj, hay người Việt hay mình gọi là Tokaj đấy ạ. Và ở Đức, những dòng vang ngọt nữa gọi là Eisgeweih ở Đức, hoặc là Chocken Brunelleuse, là những dòng vang cũng được làm ra từ những cái quả nho bị nấm tấn công. Và tôi xin thống kê lại thế này: nếu quý vị muốn thưởng thức một chai vang rất ngọt thì chúng ta có thể thưởng thức những dòng vang được làm ra từ những loại nho có thu hoạch muộn, có nấm tấn công, trong đó có Sauternes, có Tokaj, có Chocken Brunelleuse và có Eisgeweih, đó là những dòng vang cực kỳ ngọt. Nếu quý vị thích những dòng vang ít ngọt hơn, chúng ta có thể tìm đến những dòng là Moscato Dusty, đó, để chúng ta có thể kết hợp với những đồ ăn. Đối với Moscato thì chúng ta có thể là thưởng thức một mình nó thôi, hoặc chúng ta có thể kết hợp với những đĩa hoa quả tươi thì nó sẽ rất là khá là thú vị. Và nhiệt độ để mà phục vụ những loại vang ngọt thì chúng ta cũng cần chú ý là khoảng từ 6 đến 10 độ tùy loại, đúng không ạ? Và vừa rồi tôi đã gửi đến tất cả các bạn những kiến thức cơ bản về các loại vang ngọt, và hy vọng rằng các bạn đã có cho mình được những kiến thức cơ bản để làm sao chọn cho mình những dòng rượu vang ngọt ưng ý và phù hợp với nhu cầu của mình. Nếu các bạn có những thắc mắc hay câu hỏi gì, xin vui lòng comment xuống phía dưới, đội ngũ của chúng tôi sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Và nếu các bạn cảm thấy video clip của chúng tôi có giá trị và hữu ích đối với các bạn thì xin hãy share và subscribe để kênh của chúng tôi có thể phát triển tốt hơn và hoàn thiện hơn trong tương lai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.